thời kỳ hạ nguyên thượng. 4. Phật giáo. Lão Tử, Khổng Tử hay giêsu được thế nhân sùng phụng như những vị khai sáng, giáo chủ của đạo giáo, nho giáo và gia tô giáo. Nhưng thật ra, mấy ngài chỉ tiếp tục và phục hoạt những đạo lý cổ truyền ra công phát triển, tổ thành hệ thống. Nghĩa là mấy ngày tiếp nhận những điều bí truyền của cổ nhân, chứ không phát minh thêm hay tu chỉnh lại. Đức Phật Thích Ca thì không thế. Ngài ra đời ở xứ Ấn Độ là một xứ có nền văn minh tối cổ. Trước Phật, đạo Bà La Môn được xem như đạo chính thống của Ấn Độ. Cứ theo Bà La Môn giáo thì trước khi trời đất dạng vật chưa sinh, có vị trời Phạm Thiên, Brahma, là đấng sáng tạo ra con người và thế giới quan niệm này không khác gia tô giáo nhận đức chúa trời là đấng sanh ra muôn loài giảng vật nhưng với bà la môn giáo phạm thiên còn được xem là căn bản của vũ trụ hay linh hồn của vũ trụ mọi vật đều là hình thái hay tiểu liên quan của phạm thiên và từ trong phạm thiên hay đại liên quan sinh ra khi sanh thì là do Phạm Thiên tạo thành và khi diệt thì trở về với Phạm Thiên. Vũ trụ vì chẳng khác nước của đại dương khi bốc hơi lên thành mây mưa xuống làm suối làm nguồn đến khi chảy ra sông ra rạch lại hội về ở biển cả. Như thế Bà La Môn Giáo gặp nhau với Khổng Giáo ở Lý Vô Cực và Lão Giáo ở Lý Duy Nhất hay đạo thế là phạm thiên hay vũ trụ theo bà la môn giáo vừa hàm nghĩa thần ngã như gia tô giáo và lý duy nhất như nho giáo và lão giáo tư tưởng này ngự trị khá lâu ở cổ ấn độ gây thành một trào lưu gọi là thời đại phệ đà do bốn bộ kinh phệ đà veda của bà la môn giáo truyền tụng Tiếp theo thời đại Phệ Đà ở cổ Ấn Độ xuất hiện một thời kỳ triết học hưng thạnh không kém gì ở Hy Lạp. Thời kỳ này gọi là thời kỳ triết học của sáu phái: Upanishad, Vedanta, Mimamsa, Niyaya, Vaisheshika và Samkhya. Bốn phái trước mặc dầu chủ trương có tiểu dị nhưng tựu trung đều xiển minh kinh phệ đà hiểu vũ trụ theo quan niệm luận trái lại phái vassesika cũng gọi là phái thắng luận thì hoàn toàn đứng về duy vật luận tìm hiểu bản thể vũ trụ tổng hợp quan niệm duy tâm và duy vật còn có phái samkhaya cũng gọi là phái số luận chủ trương của phái này không khác chủ trương của phái aristotle nói tóm lại trước khi phật ra đời ở cổ ấn độ vấn đề vũ trụ đã được bà la môn giáo và sáu phái triết học đề cập đến rất nhiều có thể nói vũ trụ luận của cổ ấn độ là một sự tổng hợp các nguồn tư tưởng triết học và đạo giáo đông phương và tây phương như vậy ở thời kỳ đức phật ra đời vấn đề vũ trụ đã được sáng tỏ và làm thỏa thích trí thức nhân loại một phần nào nếu ở vào địa vị của khổng tử lão tử hay giê xu thì có lẽ thái tử sĩ đạt ta chỉ còn gia công xiển minh hay phục hoạt những đạo lý cổ truyền của thánh nhân nhưng cái kho tàng trí thức ấy chưa làm cho thái tử hài lòng vì thái tử thấy còn thắc mắc về vũ trụ và nhân sanh mà các triết gia và đạo giáo không giải quyết được hay có giải quyết cũng còn trong dòng hữu lậu. Thế nên, Thái tử lìa bỏ đền đài ngôi báu vào rừng sâu tu luyện cho đến ngày thành Phật, hoàn toàn sáng tỏ, đắc quả vô lậu trí, thấy rõ mười phương thế giới, hiểu tận nguồn gốc dạng vật, quá khứ, dị lai. Thế giới quan Vũ trụ đối với Phật giáo không có nguyên nhân đầu tiên hay kết quả cùng cuối, dạng hữu sanh diệt không nhờ phép nào bên ngoài mà chỉ tự nó làm nhân quả lẫn nhau, truyền núi không khi nào dứt. Cái quả hôm nay là do cái nhân hồi trước, cái nhân hồi trước là cái quả hồi trước nữa sanh ra, cứ như thế ngược dòng thời gian, nhân làm quả, quả làm nhân, không biết đâu là chỗ bắt đầu. Thế nên đối với Phật giáo, vũ trụ là vô thỉ. Nếu xét về hậu lai, kết quả cũng như thế. Cái nhân hôm nay sẽ có cái quả ngày mai. Cái quả ngày mai sẽ làm cái nhân cho cái quả về sau nữa. Và cứ như thế không biết bao giờ dứt. Thế nên, đối với Phật giáo, vũ trụ là vô chung. Nhìn các hiện tượng, nếu đặt nó riêng rẽ thì thấy có sanh, có diệt, có thỉ, có chung. Nhưng nếu đứng về bản thể mà xét, thì chỉ là cái dòng nhân duyên tương tục. Khi có đủ nhân duyên hội hợp thì thành, và khi nhân duyên ly tán thì hoại. Đó là thuyết duyên khởi của Phật giáo, rất thiết thực giải quyết mọi thắc mắc về vật thể và vũ trụ. Hãy xem câu chuyện sau đây để nhận rõ duyên khởi luận của đức phật một hôm đức phật ở vườn lạc âm trong nước duy gia la có một bà già nghèo khổ đến bạch phật rằng sanh lão bệnh tử bốn điều khổ ấy từ đâu mà lại và rồi đi về đâu cho đến lục thức lục căn ngũ đại các thứ ấy từ đâu đi đến và rồi đi về đâu? Đức Phật đáp Sanh, lão, bệnh, tử Không từ đâu đến Và cũng không đi về đâu Cho đến lục căng, lục thức, ngũ đại Cũng không từ đâu đến Và cũng không đi về đâu cả Dĩ như hai khúc gỗ cọ vào nhau Thì bật ra lửa Lửa trở lại đốt khúc gỗ Gỗ cháy hết thì lửa tắt các pháp cũng vậy do nhân duyên hội họp mà thành nhân duyên ly tán mà hoại không từ đâu đến và cũng không đi về đâu cả như thế sự sanh khởi của vũ trụ vạn hữu chẳng qua là do nhân duyên hòa hợp mà nhà phật gọi là duyên khởi về duyên khởi luận trong nhà phật có mấy thuyết đại khái như sau Thuyết Nghiệp Cảm Duyên Khởi nhận rằng Cái nhân do làm cho vũ trụ sanh khởi là nghiệp lực của chúng sanh Như thế giới dạng tượng đều là nghiệp lực của chúng sanh cảm ứng mà ra cả Từ vô thỉ chúng sanh do một niệm tưởng mê mờ mà sanh ra các hoặc hoặc tạo ra nghiệp nghiệp dẫn đến khổ quả ba con đường hoặc nghiệp khổ ấy luân chuyển và làm nhân quả cho nhau diễn ra cuộc luân hồi sanh tử không bao giờ dứt ta có thân hiện nay là do nghiệp tạo ra ở đời trước cũng như các thân của kiếp sau là kết quả của các nghiệp của thân quá khứ và hiện tại tạo nên dạng hữu cũng như thân ta đều do nghiệp cảm sanh khởi thuyết a lại gia duyên khởi nhận rằng vũ trụ vạn hữu đều do nơi a lại gia thức thứ tám biến hiện ra a lại gia có nghĩa là tàn thức chứa đựng hộp giống của vạn pháp đặc tánh của thức a lại gia cầm giữ và huân tập tức sông ướp hộp giống các pháp một khi hộp giống gieo vào tàn thức thì nó triển chuyển và làm nhân quả cho sự sanh tử luân hồi. Hành động hay nghiệp của ta cũng như các hiện tượng ngoại duyên gieo hộp giống vào tâm thức. Hộp giống ý dẫn khởi các hành động hay nghiệp mới và cứ như thế luân chuyển mãi mãi. Xem đó, thức a lại gia là căn bản của hiện tượng giới, dạng pháp đều do một thức a lại gia duyên khởi. Thuyết Chân Như duyên khởi, nhận rằng vũ trụ vạn hữu là do Chân Như biến hiện sanh khởi. Chân Như là thực thể bình đẳng, vô thỉ vô chung, chẳng tăng chẳng giảm. Nhưng vì duyên theo nhiễm tịnh mà sanh ra các pháp. Khi duyên theo nhiễm thể thì hiện ra các tướng lục đạo. Còn khi duyên theo tịnh thể thì vượt qua cửa Tứ Thánh. Do đó có ba pháp thứ nhất thể chân như thứ hai tướng sanh diệt thứ ba dụng nhân duyên thể chân như là nhân nhân dùng duyên làm duyên nhân sanh ra tướng sanh diệt tướng sanh diệt tức là thức a lại gia hiện hành vậy như thế thức a lại gia là do chân như sanh ra nghĩa là tất cả giảng pháp đều do chân như duyên khởi. Thuyết Pháp giới duyên khởi nhận rằng Tất cả các Pháp trong Pháp giới, nào hữu vi vô vi, nào sắc Pháp tâm Pháp, nào y báo chánh báo, quá khứ dị lai, đều thành một cái duyên khởi lớn, chứ không có một Pháp nào đơn lập. Cho nên, một Pháp thành ra hết thảy các Pháp, và tất cả các Pháp khởi ra một pháp nó vẫn nương tựa lẫn nhau thành tựu lẫn nhau thuyết lục đại duyên khởi nhận rằng sáu pháp địa đất thủy nước hỏa lửa phong gió không hư không thức ý thức bao hàm tất cả pháp giới và tạo ra các loài hữu tình và vô tình vốn là đại nhật như lai hiển hiện ra cho nên Phật và chúng sanh cho đến hết thảy các Pháp đều là Đại Nhật Như Lai và hằng xa quốc độ chẳng cõi nào là chẳng phải mật nghiêm tịnh độ của Đại Nhật Như Lai. Nói tóm lại, dù danh từ có khác, các thuyết nói trên đều nhận rằng tất cả sự vật thế gian đều do các nhân duyên hội hợp mà sanh ra. Đức Phật có nói, Do cái này có, cho nên cái kia có. Cái này xanh, nên cái kia xanh. Do cái này không, cho nên cái kia không. Cái này diệt, cho nên cái kia diệt. Thật là một sự nhận thức rất hợp lý, phá tan mọi vũ trụ quan xây dựng trên lý siêu hình và thần ngã đã có từ trước. Chúng sanh quan thế giới đã do nhân duyên hợp thành thì chúng sanh mọi giống hàm linh hữu hình hữu thức sanh ra cũng không ngoài nhân duyên hòa hợp hay đồng nghiệp chiêu cảm chúng sanh theo phật giáo không có nguyên nhân đầu tiên và kết quả cùng cuối như gia tô giáo nhận con người ban sư do chúa sanh ra và cuối cùng trở về với chúa trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có giải nghĩa rằng Bởi cái tánh bản giác, tức là tánh tròn sáng mà chẳng tự giữ, cho nên nhân cái sáng giọng mà phát sanh ra cái tánh giọng, rồi nhân cái tánh giọng mà sanh ra cái thấy giọng. Từ nơi rốt ráo không thành ra rốt ráo có. Cái năng hữu sở hữu ý chẳng phải cái tánh năng nhân sở nhân và năng trụ sở trụ dụng không căn bản gì cả thiệt gốc nơi vô minh không trụ mà không kiến lập làm thế giới và chúng sanh một khi vô minh đã khởi thì các tướng hiện ra trước mắt đều là những tướng hư vọng từ ấy khởi ra các hoạt kiến tư trong cái mê chứa thêm cái mê nhận lầm cái giả ra cái chơn cái tà ra cái trí. Bởi cái lực phát sanh ra các hoạt quá mạnh nên quân tập thành nghiệp tướng. Nghiệp đồng thì nhóm lại. Nhóm lại thì sinh ra cảm giác thuận nghịch. Thuận cảm thì sinh ra các nghiệp ái ân. Ái ân nhóm lại thì tương sanh. Thù oán nhóm lại thì tương diệt. Rồi thì diễn ra ái ân, oán thù, thù oán gây thành các tướng khổ, tùy nghiệp mà luân chuyển trong sáu đường. Thì ra, chúng sanh tự tạo lấy thân để rồi gây ra các nghiệp mà ràng buộc lấy mình. Chẳng khác, con tầm kéo tư nhốt mình vào kén để trở thành nhộng, nhộng quá ra bướm, cắn kén mà ra để rồi đẻ trứng nở ra tầm, tầm trở lại làm nhộng, vân vân cái dòng luân chuyển không khi nào dứt đức phật thuyết minh sự luân chuyển của chúng sanh trong thuyết thập nhị nhân duyên vì một niệm vọng động trong lúc tối sơ mà mất cái sáng trí huệ nên gọi là vô minh hay hoạt đạo do các hoạt vô minh ấy tạo ra các nghiệp thiện ác nên gọi là hành hay nghiệp đạo cảm lý cái hoạt vô minh và tùy theo cái nghiệp hành của thời quá khứ mới khởi ra cái biết điên đảo đi đầu thai nên gọi là thức khi đầu thai rồi mới có danh tức tên có sắc hình thức nên gọi là danh sắc đến lúc thân đầy đủ ra khỏi thai thì gọi là lục nhập khi các căn ngộ cảnh mới phát sanh tánh ưa rờ mó nên gọi là xúc do cái xúc mới lãnh thọ cảnh thích ưa, nên gọi là thọ. Năm khoảng, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, tạo nên nhân quả báo, để thọ khổ, nên gọi là khổ đạo. Khi có thân quả báo, đối cảnh sanh tình, nên gọi là ái. Do ái mới sanh tâm mưu cầu, nên gọi là thủ. Rồi do mưu cầu sai lầm, mới có hột giống thiện ác nên gọi là hữu ái và thủ thuộc về hoạt đạo còn hữu thuộc về nghiệp đạo cả hai tạo thành cái nhân của đời hiện tại từ đó thừa cái nghiệp nhân của đời hiện tại mà thọ sanh cái thân vị lai nên gọi là sanh do cái sanh ý mới có già có chết nên gọi là lão tử sanh và lão tử là quả dị lai thuộc khổ đạo. Ba đạo hoặc nghiệp khổ cứ luân chuyển làm nhân quả cho nhau. Như cái bánh xe lăn tròn không biết đâu là đầu. Cho nên chúng sanh theo Phật giáo cũng vô thị vô chung. Về luân hồi, Phật giáo nhận có tứ sanh lục đạo. Tứ sanh là thai sanh, sanh bằng thai, noãn sanh, sanh bằng trứng, Thấp xanh, xanh nơi ẩm thấp như mốc meo, quá xanh, xanh bằng cách thay đổi lốp như bướm. Còn lục đạo là sáu con đường đi đầu thai như xanh về cõi trời, xanh trong cõi người, xanh về cõi Atula, tức là giới thần, xanh làm loài ngạ quỷ, xanh làm súc sanh và xanh vào cõi địa ngục. Phàm còn sinh tử luân hồi là con nghiệp, mà con nghiệp là còn thọ khổ. Để diệt khổ, Đức Phật có thuyết minh tứ diệu đế, tức là bốn điều chân lý. Đế thứ nhất là khổ, tức là những nỗi khổ về sanh, bệnh, lão, tử. Thương yêu phải chia lìa, oán ghét hay gặp nhau, mưu cầu không được, các ấm lừng lẫy. Các khổ này do đâu mà ra? Đó là đế thứ hai, Đế thứ hai là tập, tức là nguồn gốc của các khổ báo trong tam giới lục thú. Tập khởi do tham, sân, si, phiền não cùng các nghiệp thiện ác. Vậy làm như thế nào trừ diệt? Đó là đế thứ ba. Đế thứ ba là diệt, tức là phương pháp diệt trừ các hoạt nghiệp, lìa các khổ sanh tử mà đạt đến cảnh giới niết bàn, chân không tịch tỉnh. Nhưng làm thế nào đi đến cảnh giới niết bàn đó là đế thứ tư đế thứ tư là đạo tức là con đường bát chánh con đường giải thoát do tám ngã tu hành một là chánh kiến hai là chánh tư duy ba là chánh ngữ bốn là chánh nghiệp năm là chánh mạng sáu là chánh tinh tấn bảy là chánh niệm và tám là chánh định cứ theo con đường này tu hành thì được hoàn toàn giải thoát, dứt các nghiệp hoặc bạc nẻo sanh tử luân hồi, mà an trụ nơi cảnh niết bàn. Thì ra, theo Phật giáo, chúng sanh tự tạo lấy nghiệp để rồi tùy nghiệp thọ khổ. Cho nên muốn được giải thoát, chúng sanh phải tự nỗ lực cởi mở những ràng buộc mà mình đã tạo. Động lực giải thoát là ở nơi chúng sanh, cho nên chúng sanh không thể cậy ở kẻ khác cả đến thế giới dạng hữu cũng là do cái tâm hư vọng điên đảo của chúng sanh hiển hiện ra. cứ theo phật giáo thì chúng sanh là biệt nghiệp, riêng về phần kiến, còn thế giới là cộng nghiệp của chúng sanh. chung về phần tướng, nếu phá được ngã chấp, chứng được nhân không, đoạn hết phân đoạn sanh tử mà chứng bậc hữu dương niết bàn, thì chúng sanh điên đảo mới dứt. Còn nếu phá được phá chấp, chứng được pháp không, đoạn hết biến dịch sanh tử, mà chứng bậc vô dư niết bàn, thì thế giới điên đảo mới không. Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật giáo xem đó quá là một đạo giải thoát. Chương 2 Thời kỳ Hạ Nguân Trung Mặc dù có các bậc hiền nhân thánh triết ra đời để đem đạo lý giáo hóa chúng sanh sớm tỉnh ngộ, nhận rõ chân lý, hầu sống một đời thanh cao thoát tục, hợp với nhân luân thường đạo, vượt nẻo luân hồi. Nhưng cái đà tham dục do chế độ tư hữu tài sản dưỡng thành, thúc đẩy xã hội loài người mãi rơi xuống hố hữu hóa cuộc tranh chấp quyền lợi giữa đoàn người này với đoàn người khác, quốc gia này với quốc gia kia, tạo thành những cuộc chiến tranh xâm đoạt một ngày một thêm trầm trọng. Đành rằng những học thuyết nhân nghĩa, những giáo lý từ bi bác ái đã ảnh hưởng rất nhiều đến thế đạo nhân tâm. Nhưng hạng người quy ngưỡng lại là thiểu số, thành thử không chận đứng làn sóng giật dục đổ xô. Xã hội loài người cứ theo cái đà xuống dốc mà càng ngày càng thối hóa về mặt tinh thần, nhưng trái lại hưng thịnh về đường vật chất. Khi các bậc hiền nhân thánh triết còn trụ thế, thì có người còn giữ được phần nào cái học phong của thời thánh đức. Nhưng một khi mấy ngày khuất dạng, thì học thuyết của mấy ngày cũng theo thời gian mà lần lần phai nhạt tính ra thời kỳ cực thạnh của học thuyết nhân nghĩa và đạo lý kéo dài không quá năm thế kỷ thì bắt đầu suy vi lịch sử thế giới đã chứng minh rằng xã hội du mục của thời kỳ thượng cổ đến đầu kỷ nguyên tây lịch có nơi lại sớm hơn thì biến thể nhường chỗ cho xã hội nông nghiệp với sức phát triển của nghề nông chế độ tư hữu tài sản càng trở nên sâu sắc sau những cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các bộ lạc tài sản lần lần tập trung vào tay vua chúa tức hạng người đã chiến thắng để giữ vững quyền lợi của mình hay để đền bù công lao chiến thắng hạng vua chúa mới cắt đất tức kiến và phong tước tức phong cho các tay em của mình chính đó là khởi đoan của chế độ phong kiến. Trên lịch sử nhân loại, chế độ phong kiến ngự trị có trên 17 thế kỷ, tạo thành một thời kỳ mà các sử gia gọi là trung cổ thời đại, tương ứng với thời kỳ hạ nguyên trung trong lịch trình diễn tiến tam nguyên. Tiết 1. Đời sống vật chất Không có tai hại nào to tác bằng nạn mang tộc xâm lăng làm cho nhân loại cả âu lẫn á chìm đắm khá lâu ở âu châu giống nhật nhĩ mang bị giống hung nô xâm lấn tràn xuống chiếm đoạt đế quốc la mã dày đạp cả nền văn minh sáng lạng của la hi rồi trên sự tàn phá ý dựng lên chế độ phong kiến ở á châu trung hoa cũng bị nạn hung nô xâm chiếm các nước yên, triệu, luôn phiên nhau xây đắp thành trì để chế ngự. Những công trình ấy di lại đến nhà Tần, tiếp tục tu bổ thêm, làm nên một bức vạn lý trường thành. Tuy Trung Hoa không bị mang tộc dày đạp như ở Âu Châu, nhưng dân chúng khổ sở vì chế độ phong kiến chẳng ít. Lịch sử Trung Hoa cho thấy chế độ phong kiến khởi từ nhà Châu, sau bị nhà Tần lật đổ song một khi nhà tần diệt vong mặc dù từ nhà hán trở đi thi hành chế độ dương quyền và quan liêu nhưng tánh chất của nền kinh tế nông nghiệp vẫn mang nặng sắc thái phong kiến tuy tánh chất hai chế độ phong kiến âu á có nhiều điểm bất đồng nhưng tựu trung ở cơ bản thì vẫn một nó có đủ tánh chất của chế độ phong kiến với những đặc điểm sau đây đặc điểm thứ nhất phương pháp sanh sản của chế độ phong kiến lấy nông nghiệp và thủ công nghiệp liên hiệp lại đại để, để là tự túc đặc điểm thứ hai ruộng đất đều tập trung vào tay của nhà vua hay địa chủ đặc điểm thứ ba giai tầng xã hội tổ chức theo cấp bậc của hình nấc thang trên chót vót là vua chúa dưới đó là công hầu bá tử nam và rốt hết là hạng nông nô đời sống của nông nô tức hạng người cày sâu cuốc bẩm thật là trăng phần cơ cực bởi họ lãnh lấy vai trò sản xuất và chịu mọi thứ thuế hãy xem chế độ sưu thuế và luật lệ của lãnh chúa âu châu bày ra để ràng buộc nông nô kể ra có hai thứ thuế thông thường và bất thường về thông thường thì gồm có thuế nhân khẩu là một thứ thuế lãnh chúa bắt mỗi nông nô phải nạp trong một năm nặng hay nhẹ tùy lòng tốt của chủ và sức đóng góp của dân chúng khi cần gả cưới nông nô phải nạp một món thuế gọi là thuế hôn thú lãnh chúa dựng ra thuế này để ràng buộc nông nô không được gả cưới với người ở ngoài lãnh thổ của mình sợ dân số kém sút đi. Muốn cưới gã với người ngoài lãnh thổ, nông nô phải được địa chủ cho phép và phải nạp món thuế ý. Đó là nói về việc cưới gã với người ngoài. Đến như việc cưới gã với người trong thái ấp, lãnh chúa cũng không bỏ qua món thuế ý, tuy có nhẹ hơn. Muốn ràng buộc chặt chẽ hơn, lãnh chúa còn bày ra luật bất biến mãi. Với luật này, địa chủ có quyền thâu lại điền địa của nông nô một khi nông nô chết mà không có con thừa kế gia đình của nông nô được hưởng quyền sử dụng gia cư và điền địa là khi nào được chủ thuận ưng và gia đình ấy phải sống đoàn tụ trong thái ấp nếu gia đình ấy ly tán thì gia cư và điền địa sẽ trở về tay địa chủ còn gia quyến nào muốn hưởng lại quyền lợi của nông nô đã chết nếu địa chủ ưng thuận thì phải mua lại bằng một giá rất cao nông nô nạp thuế cho chủ có ba cách một là bằng tiền hai là bằng vật và ba là bằng công về thuế nạp bằng tiền thì ngoài thuế nhân khẩu ra còn mấy món thuế khác nữa thuế địa phương là một thứ thuế đánh vào thái địa mà nông nô phải nạp bằng tiền nếu nông nô không nạp đủ theo thời hạn thì ruộng đất bị thâu lại hay là phải nạp một món tiền phạt. Thuế địa phương này còn đánh vào nhà ở, vào lửa đốt nữa, dân dân. Một món thuế nặng nhất trong thuế thông thường đánh vào nông nô là món đầu thuế. Với món thuế này, địa chủ tha hồ bóc lột dân chúng. Lãnh chúa muốn đòi bao nhiêu thì đòi, bắt nạp một năm mấy lần cũng được. Nông nô không được kêu ca ban sơ nó là một món tặng phẩm một món lễ vật dâng cho lãnh chúa về sau nó trở thành một món thuế rất nặng tỷ như khi lãnh chúa được thâu nhận vào đạo binh kỵ sĩ được đi viễn chinh ở thánh địa hay gã cưới chi chi thì phi tổn ấy nông nô phải chia nhau mà chịu như ở pháp hai phần đất thuộc về quý tộc thì không hề nạp thuế còn một phần đất của nông dân thì chẳng những phải nạp thuế đã đành mà còn phải nạp luôn cả hai phần đất của quý tộc kia nữa. Ngoài món thuế bằng tiền, nông nô -no còn phải nạp thuế bằng vật. Thuế này tùy thời kỳ mà đánh. Lãnh chúa dựa theo số thâu hoạch nhiều ít mà thu lấy. Trâu, bò, gà, vịt, heo, cừu, dân dân cũng không tránh khỏi món thuế ấy. Ngoài ra, lãnh chúa còn bày ra món thuế gọi là thuế sử dụng bắt nông dân phải gánh chớ tưởng nông dân tạo ra vật gì thì tùy tiện sử dụng đâu địa chủ vẫn có quyền can thiệp đến bất cứ việc sử dụng nào của nông nô chúng bắt nông nô phải xây bột trong cối của chúng phải hấp bánh trong lò của chúng phải đạp nho trong thùng của chúng nhân dân để có cớ lấy thuế thuế này luôn luôn nạp bằng vật nông nô không được đem thú vật của mình cho ăn cỏ ngoài thái ấp Không được đi đốn củi ngoài thái ấp Không được đi câu, đi săn ngoài lãnh thổ của địa chủ Lãnh chúa còn bắt nông nô dùng cân đấu của họ để đong lường là cốt để đánh thuế vậy Nông nô không được bán sản vật của mình Phải đợi địa chủ bán trước rồi sau mới được bán Hay có cho phép mới được bán Chẳng qua để tránh sự cạnh tranh với chủ mà thôi Trên đây là những món thuế thông thường. Ngoài ra, còn nhiều thuế bất thường mà lãnh chúa bắt nông nô phải nạp. Mỗi khi có việc xảy ra, chẳng hạn như luật phạt giả, là luật lãnh chúa đánh vào tiền phạt giả, bắt mỗi thôn phải chia nhau mà chịu. Hàng năm là bao nhiêu? Nông nô nạp thuế cho lãnh chúa của mình đã đành, mà còn có phận sự cung phụng lãnh chúa khác. Những sự cung phụng ấy địa chủ lập thành luật bắt nông nô phải chịu. Chẳng hạn như luật ngụ cư, luật thay quyền là hai đạo luật bắt nông nô phải bỏ tiền ra tiếp rước những lãnh chúa khách đến ngụ cư hay thay quyền lãnh chúa mình trong lúc đi vắng. Nông nô phải nuôi khách của chủ và cả đoàn tùy tùng nữa. Nhưng muốn cho tiện, lãnh chúa phỏng định số tiền chi phí ấy là bao nhiêu trong một năm rồi bắt nông dân nạp. Chẳng những thế, lãnh chúa còn được quyền chiếm hữu bất cứ vật gì của nông nô mà chủ cần dùng đến, như súc vật, cây bừa, rồi tự đánh giá mà trả. Nhưng sự đánh giá ấy bao giờ cũng độc đoán. Nông dân nạp thuế bằng tiền hay bằng vật chưa đủ mà còn phải nạp bằng công lực của mình. Đó là vấn đề sưu dịch mà nông dân phải đem mồ hôi nước mắt ra trả. Ngoài công việc của mình làm để sanh lợi có nạp thuế cho chủ, nông nô còn phải bỏ công ra trong một năm là bao nhiêu ngày làm lụng cho chủ, hoặc cai ruộng, trồng nho, gạt hái, đắp lộ, đào mương cho chủ. Dân chúng phải tự tay làm lấy hay đem trâu bò thay thế cũng được. Thế cũng chưa hết. Đến khi có giặc, còn phải đem thân ra đỡ lằn tên mũi đạn để bảo vệ lãnh thổ của chủ. ấy đó, bao nhiêu gánh nặng của lãnh chúa chồng chất trên lưng nông nô, tình cảnh nông nô thật là đốn mạc. Dầu làm không ra tiền cũng phải kiếm cho ra, chạy cho có để nạp thuế. Bằng chẳng có thì người ta bắt chúng bỏ ngục, người ta nhốt chúng vào sắt vào hầm vào chỗ dơ bẩn đầy dòi tửa, rồi người ta bỏ cho chết đói. Người ta lăn sát nướng vào mình, người ta nhổ răng cho đến khi chạy ra thuế mới thôi. Người ta bắt chồng bắt cha, rồi đem giết trước mắt của vợ con chúng, để làm trò tiêu khiển. Đó là lời của Juvenal de Jusanne đã thống thiết thốt ra trong tổng hội ở thành Orléans năm 1439 kể rõ tình trạng của nông dân thiếu thủy. Đời sống của nông nô nguy khổng không sao kể xiết. Chính trên lưng nông nô, bọn công hầu quý tộc chiến đấu nhau. Chúng bị trộm cướp, tàn phá, đánh đập, giết chóc. Người ta đốt nhà chúng để sưởi ấm. Người ta hãm hiếp vợ con chúng. Quyền lợi độc nhất còn sót lại của chúng chỉ có con đường đào tẩu trong rừng sâu hay trong chỗ nào kiên cố ở á châu tuy chế độ phong kiến không sâu so sắc như ở âu châu nhưng tình cảnh nông dân kể ra cũng không phải là không khốn đúng trong kinh thi tình cảnh ấy được tả rõ trong những chương như thất nguyệt tả cảnh nông dân nuôi tầm trồng gai để cung áo cừu cho công tử chương phú điền tả cảnh nông dân làm ruộng để cho địa chủ thâu lợi, còn mình thì lãnh những trần hũ bỏ dư. Chương xuất xa, tả cảnh dân chúng bị áp bức đi lính. Chương tiểu minh, tả cảnh khốn khổ lúc đi đánh giặc phương xa. Chương thạc thử, mô tả cảnh nông dân dắt nhau đi trốn vì sưu cao thuế nặng, dân dân. Tình cảnh này chẳng riêng gì nông dân đời nhà châu mà còn có thể nói là tình cảnh điển hình của dân chúng sống dưới chế độ phong kiến ở Á Châu. Chế độ này kéo dài cả thời đại Trung Cổ là một giai đoạn lịch sử mà đời sống con người vô cùng khốn khổ. Một mặt do chiến tranh giữa các chư hầu tranh hùng tranh bá gây nên. Một mặt do nền kinh tế phong kiến ràng buộc. Hạng nông dân chỉ được xem như vật sở hữu của lãnh chúa hay địa chủ, mọi sản xuất về vật chất cũng như mọi sản phẩm về tinh thần tạo ra không ngoài mục đích để cung phụng hạng người quý tộc. Sống dưới chế độ khắc khe như thế, phóng về mặt đạo lý, có người còn giữ được phong độ của thời chánh pháp chăng? Nam mô A Di Đà Phật.